Xin Thiên Chúa và ơn trên chúc lành cho đoàn của chúng ta cùng những bệnh nhân và hôm nay đến để khám chữa bệnh. Xin cảm ơn cha chánh xứ. Kính thưa quý vị, hôm nay Caritas Long Xuyên kết hợp cùng y bác sĩ nhóm thiện tâm khám bệnh tại nhà thờ Thị Nam thuộc xã Phú Bình, huyện Phú Tân cho khoảng 500 bệnh nhân. Khám tư và điều trị phát thuốc của ngày hôm nay thì sẽ thông qua cái quy trình như thế này. Bà con nào mà đăng ký thì rất đồng cảm ơn cho giám đốc Quy Sơ và các nhân dân, các đội bác sĩ đã quan tâm đến khu vực của chúng con. Người dân cũng còn rất là nghèo và cũng còn rất là nhiều bệnh, cho nên cần sự quan tâm để chữa bệnh về tinh thần cũng như thể xác, để bà con giáo dân ở đây là người dân trong vùng có một sức khỏe thể lý càng ngày càng tốt hơn và vấn đề đạo Chúa sẽ được phát triển nhờ sự quan tâm của các y bác của giáo phận và các y bác sĩ của trung tâm An Giang. Tôi xin hết lòng cảm ơn và chia là Caritas chúng con chỉ là người đứng đằng sau để lên chương trình, nhưng mà cái nhóm hôm nay các y bác sĩ đều dưới cái điều sĩ gọi là đoàn khám bệnh nhiệt tâm, và anh Danh đây là người đã sắp đặt nhân sự cũng như là các bước các khâu đó. Do đó là xin cảm ơn đoàn bác sĩ thiện tâm gồm nhiều bác sĩ chuyên khoa, những bác sĩ rất là có tâm huyết cũng như là các điều sĩ điều dưỡng viên đã hy sinh vì người nghèo, hy sinh rất là nhiều, bởi vì hôm nay ngày Chủ nhật là ngày được nghỉ, nhưng mà các anh chị đã hy sinh đến ở cái vùng này. Xin hết lòng cảm ơn anh Nhân Tâm cũng như là quý sơ, quý bác sĩ, rồi dược sĩ, các anh chị em thiện nguyện một lần nữa. Và bây giờ thì hy vọng rằng là lần sau khi mà có chương trình thì thiên đoàn của chúng ta tiếp tục lại lên đường vì người nghèo nhé. Rồi cho rõ tay không? Luôn niệm cho, rồi đồng thời sau đó chúng tôi xin dùng bữa ăn cơm và là ăn cho nó ăn cho no, nhưng mà thực tế ra đơn sơ nó tại vì đây là bữa đầu tiên mới dặn đó. Cảm ơn. Thưa bác sĩ Khang đó, thì sau khi mình chúng ta lại nghĩ rằng là trong những cái hồ sơ thì nó có những cái bạn cũng vậy, và chúng ta có những cái nhưng mà xưa nay bước khỏi cái vùng khác rồi. Chúng ta có thấy các xã khác của chúng tôi để trên cái ghế chúng ta uống nước, chúng ta có thể là chạy nước ở trên ghế chúng ta không có được nhé. Và cho nên chúng ta lần lượt chúng ta đến chúng ta sẽ được khám khám phải được không mọi người nào đúng không, do đó là chúng ta cứ từ từ và xin ban thường vụ giáo xứ hỗ trợ cho vấn đề chờ đợi và hướng dẫn thêm cho đoàn khám chữa bệnh hôm nay. Tôi là các người phụ trách. Quy trình khám bệnh được thực hiện như sau: ghi phiếu, đo huyết áp. Sau đó có những anh em cộng tác viên dẫn đưa các bệnh nhân đến các bàn làm việc của bác sĩ, tai mũi họng, test đường, bệnh nhi, khoa mắt, đo điện tim, siêu âm, khám phụ khoa. Và đây là nơi phòng thuốc, các dược sĩ đang phân loại thuốc. Đây là bác sĩ đang khám mắt. Và bên đây là đo điện tim. Còn đây là phòng siêu âm, bệnh nhân đang chờ. Và đây là điểm phát thuốc sau khi đã ra toa của bác sĩ và bên các dược sĩ phát thuốc. Và đây là khám mắt.
còn đây là step đường. Các dược sĩ đang phân thuốc theo toa của bác sĩ. Và có các anh chị em phát thuốc tận tay cho những người bệnh. Sau khi khám bệnh hết cho 500 bệnh nhân, cũng là lúc giờ cơm trưa, đoàn Caritas Long Xuyên và đoàn y bác sĩ nhóm Thiện Tâm lên đường trở về nhà của mình. Xin hẹn lại những lần khám bệnh kỳ sau. Xin hết lòng cảm ơn.